Mỹ vừa thông qua thương vụ bán hệ thống phòng không tầm trung NASAMS và các thiết bị liên quan trị giá 285 triệu đô la cho Ukraine. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết hệ thống này sẽ giúp Ukraine tăng khả năng phòng thủ, bảo vệ người dân và các cơ sở hạ tầng quan trọng. Thương vụ này cũng giúp Mỹ đạt được các mục tiêu an ninh quốc gia trong chính sách đối ngoại của nước này bằng cách tăng cường an ninh cho một quốc gia đối tác. Tuy nhiên, thương vụ này không bao gồm việc bổ sung thêm bất kỳ nhân viên hoặc nhà thầu nào của chính phủ Mỹ đến Ukraine. NASAMS là hệ thống phòng không mặt đất sử dụng tên lửa không đối không, có tầm bắn 25-30 km và độ chính xác cao. Đây là hệ thống phòng không cố định duy nhất được triển khai trên lãnh thổ Mỹ. Một tàu chở hàng mang cờ Hồng Kông bị mắc cạn tại kênh đào Suez Ai Cập vào sáng nay, khiến ít nhất 4 tàu phía sau bị kẹt đường. Theo Less Agencies, công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển ở kênh đào Suez, tàu chở hàng Sinhaitung 23 dài 190 mét mắc cạn tại kênh đào, cản đường ít nhất 4 tàu khác đang chuẩn bị tiến vào tuyến đường thủy này. 3 tàu kéo của Ai Cập đã được huy động để giải cứu con tàu gặp nạn. Theo Reuters, thì con tàu xuất phát từ một cảng tại Ả Rập Xê Út. Tàu thuộc sở hữu của công ty Siang B12 HK International Ship Lease. Ban đầu, tàu được định vị ở một góc tiếp giáp với phía đông của con kênh. Con tàu có thể đã được di chuyển về phía trung tâm của con kênh và hướng về phía nam lúc 7 giờ 55 phút sáng nay. Pháp đang chuẩn bị cấm các chuyến bay nội địa có chặng bay ngắn nhằm giảm khí thải. Thay vào đó, thì hành khách có thể di chuyển bằng tàu cao tốc tốn thời gian chưa đến 2,5 giờ. Với sự thay đổi này, thì các tuyến bay kết nối Paris với các trung tâm khu vực như Nantes, Lyon và Bordeaux sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, các chuyến bay nối chuyến không bị ảnh hưởng. Trước đó, thì Liên minh châu Âu khẳng định các đường bay phải có đường sắt cao tốc thay thế. Những tuyến đường tàu cao tốc này phải có đủ các chuyến tàu sớm và tàu muộn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng lệnh cấm này sẽ không thực sự hiệu quả. Công ty Transport and Environment ước tính là 3 đường bay bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm chỉ chiếm 0,3% lượng khí thải. Việc Trung Quốc mở cửa nền kinh tế sau thời gian chống dịch tạo nên nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, nhiều vấn đề chưa dễ được giải quyết, nhất là tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ ở mức cao. Những năm gần đây, thì các cơ sở đào tạo giáo dục đại học tại Trung Quốc đã mọc lên như nấm, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. 1/5 số người trẻ tại Trung Quốc hiện vẫn chưa tìm được việc làm. Và tình trạng này đang tạo ra những thách thức nghiêm trọng cả về kinh tế và xã hội. Tốt nghiệp chuyên ngành vận tải biển tại một trường đại học tầm trung ở Trung Quốc, nhưng đến giờ, anh Zhang Jieliang vẫn chưa nhận được lời đề nghị ứng tuyển nào. Tôi đã nộp đơn xin việc ở 70 nơi tuyển dụng nhưng chỉ nhận 2-3 lời nhận phỏng vấn. Một công ty về vận tải biển đã nhận lời phỏng vấn anh Zhang, nhưng chưa thông báo ngày cụ thể. Tôi vẫn luôn tự tin về nghề nghiệp của mình sau khi ra trường, nhưng sau đại dịch có quá nhiều điều không chắc chắn. Ngay cả khi bây giờ, tôi cũng không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Không chỉ riêng anh Giang, số thanh niên Trung Quốc độ tuổi từ 16 đến 24 không thể tìm được việc làm đã tăng lên mức kỷ lục 20,4% trong tháng 4, cao hơn đáng kể so với vài tháng trước, cũng như mức 13% được duy trì trong suốt năm 2019. Nguyên nhân là Trung Quốc không tạo ra đủ việc làm lương cao, kỹ năng cao cho nhóm thanh niên có trình độ. Thay vì chấp nhận công việc lương thấp, những người này quyết định chờ đợi các cơ hội việc làm tốt hơn, dù phải cạnh tranh rất gay gắt. Nhiều nhà kinh tế nhận định thị trường việc làm cho những người trẻ Trung Quốc sẽ tiếp tục xấu đi khi 11,6 triệu sinh viên đại học sẽ tốt nghiệp vào mùa hè này. Tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ Trung Quốc không phải là vấn đề nhất thời mà mang tính cơ cấu, dài hạn. Kỹ năng mà thanh niên được đào tạo ra không phù hợp với yêu cầu công việc hiện tại. Trong 3 năm qua, hơn 28 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động, chiếm khoảng 2/3 nguồn cung lao động mới ở khu vực đô thị. Thống kê cho thấy, 4,7 triệu sinh viên đại học đã đăng ký thi tuyển để cạnh tranh các suất học thạc sĩ trong năm nay. Một lý do khác, khoảng 30% sinh viên tốt nghiệp mùa hè này muốn làm việc trong lĩnh vực giáo dục, viễn thông và Internet, bất chấp những khó khăn mà những ngành này phải đối mặt trong những năm gần đây, khiến các nhà tuyển dụng ngần ngại bổ sung nhân sự. Nền kinh tế Trung Quốc đang ngày càng thiên nhiều hơn về lĩnh vực dịch vụ, trong khi nhiều công việc dịch vụ trong thập kỷ qua chỉ là những việc đơn giản như nhân viên giao hàng hay phục vụ nhà hàng, vốn không thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học. Tỷ lệ thất nghiệp cao trong nhóm thanh niên có thể gây áp lực đối với tăng trưởng tiền lương và cản trở mong muốn xây dựng nền kinh tế dựa nhiều hơn vào tiêu dùng của Trung Quốc. Vấn đề thất nghiệp cũng có thể gây suy yếu ổn định xã hội nếu nhiều người trẻ ngày càng cảm thấy không hài lòng với cuộc sống. <cười>
Theo nghiên cứu mới đây, thì có khoảng 2 tỷ người, ước tính chiếm 23% dân số toàn cầu, sẽ sống trong điều kiện nhiệt độ nguy hiểm vào cuối thế kỷ này nếu như các chính sách khí hậu tiếp tục theo quỹ đạo như hiện nay. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Kết quả nghiên cứu của nhóm do các nhà khoa học tại Đại học Exeter của Anh và Đại học Nam Kinh ở Trung Quốc thực hiện cho biết, nhiệt độ cực cao có thể dẫn đến nhiều bệnh tật và các ca tử vong, trong đó các biến chứng sức khỏe chính phải kể đến là say nắng và tăng thân nhiệt. Nhiệt độ cực đoan cũng làm trầm trọng thêm các tình trạng bệnh mãn tính. Người già, trẻ sơ sinh và trẻ em, phụ nữ mang thai, người lao động chân tay, làm việc ngoài trời, người nghèo đặc biệt dễ bị tổn thương khi nhiệt độ ngày càng cao hơn. Theo dữ liệu của Bộ Du lịch Cuba, trong 4 tháng đầu năm nay, Cuba đã đón hơn 1,2 triệu khách nước ngoài, tăng 190% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Du lịch Cuba cho biết giá nhiên liệu tăng và các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba đã gây ảnh hưởng đến lượng du khách du lịch châu Âu đến quốc gia này. Chính phủ Cuba kỳ vọng sẽ tiếp tục đón 3,5 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay. Chính phủ Thụy Sĩ thông báo từ năm tới sẽ cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và thuốc lá điện tử nhằm vào giới trẻ. Ngoài ra, trong thời gian tới, nhà chức trách cũng sẽ tăng cường hạn chế về bao bì và quảng cáo đối với thuốc lá và thuốc lá điện tử. Các phương tiện truyền thông in ấn, cửa hàng hoặc sự kiện mà trẻ vị thành niên có thể đến sẽ không được phép quảng cáo các sản phẩm thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, quảng cáo trực tuyến sẽ vẫn được phép với điều kiện có hệ thống kiểm soát độ tuổi. Động thái trên được đưa ra nhằm giảm tiêu thụ thuốc lá và các ca tử vong, ước tính lên tới 9.500 ca mỗi năm có liên quan đến hút thuốc lá. Thưởng thức cà phê hoặc đồ uống trong một không gian nhẹ nhàng giữa những ngày nóng nực thì thật là thú vị. Nếu đến thành phố New York của Mỹ trong những ngày này thì du khách có thể ghé thăm quán cà phê Malibu Barbie để tận hưởng một thế giới đầy mơ mộng. Quán cà phê sẽ đưa du khách đến Malibu, ngôi nhà búp bê Barbie, California của những năm 1970 với ý tưởng phối màu theo phong cách Barbie. Đến đây, khách hàng có cảm giác như lạc vào thế giới của búp bê Barbie với những bức tường màu hồng đặc trưng, những con búp bê, ngôi nhà búp bê và bãi biển. Du khách cũng có thể thưởng thức những món ăn nhanh, bình dân tại quán cà phê với gia đình. Các món ăn trong thực đơn của quán do đầu bếp Becky Brown, người từng lọt vào danh sách bán kết MasterChef thực hiện như bánh burger bãi biển, bánh pancake cầu vồng thiên đường Thái Bình Dương cùng nhiều món tráng miệng và đồ uống hấp dẫn khác. Lấy cảm hứng từ những búp bê Barbie, chúng tôi thực sự muốn mang thế giới Barbie vào cuộc sống thông qua tất cả năm giác quan, xúc giác, khứu giác, vị giác, mọi thứ qua lăng kính của Barbie. Từ khi mở cửa đến nay, quán cà phê Malibu Barbie đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực của khách hàng. Từ lúc thấy họ mở quán cà phê Barbie này, tôi đã rất phấn khích và nóng lòng muốn đưa cháu gái của mình đến đây. Tôi thì yêu thích búp bê Barbie từ nhỏ. Vì vậy, tôi rất vui khi phát hiện ra nơi này. Chúng tôi rất yêu thích quán cà phê này. Cháu thấy nơi này thật tuyệt, y như ở bãi biển California vậy. Lại đúng vào thời điểm mùa hè, đặc biệt là với bộ phim Barbie sắp ra. Cháu cảm thấy rất phấn khích. Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Ngoài việc chụp ảnh, thưởng thức các loại thức ăn, bánh, nước uống, các vị khách còn có cơ hội mua sắm những mặt hàng có liên quan đến loại búp bê nổi tiếng này. Quán cà phê Malibu Barbie khai trương vào ngày 17 tháng 5 tại thành phố New York và sẽ mở cửa 7 ngày một tuần cho đến ngày 15 tháng 9. Mỗi tuần, quán có thể phục vụ hơn 8.000 khách hàng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động hôm nay.